Trong video trước thì mình đã đưa ra một cái bình luận để chỉ ra rằng cái giả thuyết này thừa. Hôm nay mình sẽ tiến hành giải quyết bài toán này ha. Khi giải quyết bài toán này mình có sử dụng đến một cái tính chất sau. Cái tính chất này mà mình đã đề cập trong một số video trước và đưa ra một số ứng dụng của nó ha. Với hàm F liên tục trên đoạn AB chúng ta sẽ có được điều sau. Tích phân của hàm F trên đoạn AB thì bằng tích phân từ A đến B giá của hàm F tại A cộng B chữ đĩa. Chúng ta sử dụng tính chất này. Ở đây chúng ta giả sử F liên tục trên đoạn AB. Trước hết chúng ta sử dụng công cụ tích phân từng phần chúng ta xử lý ha. Nhưng mà trước hết chúng ta thay f tại 4 trừ x thì bằng 1 trên fx ha. Hoặc là chúng ta phân phối fx vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy được rằng trong đây có xuất hiện là f tại 4 trừ x nhân fx thì ta dùng cái đẳng thức để nhầm cái giả thiết này. Ta thay f tại 4 trừ x nhân fx bằng 1. Câu giải nha. Ta có suy bằng tích phân từ 0 đến 4 x nhân cho f phẩy x để trên cho fx cộng cho f tại 4 trừ x nhân cho fx để tất cả bình. Sử dụng giả thiết thì chúng ta có được tích phân này bằng phân từ 0 đến 4 x nhân cho f phẩy x nữa trên cho 1 cộng cho f x tất cả bình luôn. Thì chúng ta chú ý đến điều sau. Chúng ta có f phẩy x đến thì nó bằng vi phân của f. Như vậy chúng ta có f phẩy x nè dx trên cho 1 cộng fx tất cả bình phương nè, thì đó chính là vi phân của fx trên cho 1 cộng fx tất cả bình. Thì này chính là du trên 1 cộng u bình ha, thì nó chính là bằng vi phân trừ 1 phần 1 cộng fx. Vi phân của trừ 1 phần 1 phần u ha. Thì chúng ta dùng cái điều đó để chúng ta biến đổi như sau. Điều đó suy bằng tích phân từ 0 đến 4 x nhân cho vi phân của trừ 1 phần 1 cộng x. Thì chúng ta lưu ý rằng ta chọn đây là u, đây là v. Dùng cái công thức này tích phân ha, từ A đến B u dv bằng u v cộng từ A đến B trừ tích phân từ A đến B v du cộng là v ha. Mình viết một ngắn gọn vậy thôi ha. Đây là công thức tích phân từng phần thôi. Thì nó sẽ bằng trừ x trên cho 1 cộng fx cộng từ 0 đến 4 trừ phân từ 0 đến 4 của VDU ha. Trong con V có dấu trừ mình đẩy dấu trừ ngoài luôn. 1 trên 1 cộng fx. Được. Cái tích phân sau này nè, chúng ta sẽ xử lý bằng cái kết quả bên trên này. Quả này mình mới ghi hồi đầu ha. Thay vào thử tính toán nha. Thay 4 vào bằng trừ 4 trên cho 1 cộng F4 để cộng cho thay 0 vào thì bằng 0 là cộng cho cái tích phân sau. Tích phân từ 0 đến 4 1 trên 1 cộng F4 để không. Rồi.
Chúng ta tính giá trị của hàm số tại tại 4 ha. Ở đây chúng ta có F0 bằng 5 phần 2. Chúng ta thấy còn không vào, chúng ta suy ra được F4 bằng 2 phần 5. Vì F0 phần 2 nên chúng ta có F và luôn đi ha, và F0 nhân F4 1. Nên F4 ghép tại 4 thì bằng 2 phần nhân. Do đó suy bằng tính nhanh ha, trừ 4 trên cho 1 cộng 2 phần 5 nhân tử mũ cho 5 ha, trừ 20 phần 7 ha, trừ 20 phần 7 cộng cho tích phân từ 0 đến 4, 1 trên cho 1 cộng được tích điểm. Rồi, mặt khác chúng ta đặt cái tích phân này là y đi ha, viết như ẩu ha, vì vậy là hiểu là đặt tích phân này bằng y, y bằng hiển nhiên ta bằng tích phân từ 0 đến 4, 1 trên cho 1 cộng cho f 4 trừ x ha. Và chúng ta sử dụng cái kết quả bên trên chúng ta có được điều này ha, đây là số 4. Bằng tích phân từ 0 đến 4, 1 trên cho 1 cộng 1 phần x. Hoặc là chúng ta cộng hai cái tích phân này lại cũng được ha. Hoặc là chúng ta thay f tại 1 trừ 4 trừ x thì bằng 1 trên f(x) cũng được. Ta cộng lại hàng lát nó sẽ triệt tiêu thôi. Thì nó bằng tích phân từ 0 đến 4, f(x) trên cho f(x) cộng 1. Chúng ta có cái sự tương tự giữa cái tích phân nè sau khi chuyển đổi với tích phân ban đầu ha. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được 2y nè bằng tích phân từ 0 đến 4, 1 trên cho 1 cộng x điểm cộng cho tích phân từ 0 đến 4, fx trên cho fx cộng 1 điểm. Thì nó bằng tích phân từ 0 đến 4, 1 cộng fx trên cho 1 cộng fx điểm. Thì nó chính là tích phân từ 0 đến 4 của cái hàm 1 ha. Thì nó bằng là 4, suy ra y bằng 2. Y bằng 2 thì chúng ta dẫn đến suy bằng trừ 20 phần 7 cộng 2. Bằng trừ 6 phần 7 như vậy ta đã giải quyết xong bài toán này ha. Rồi, chúng ta dừng lại ở đây.